Quân đội Nga ở khu vực Japorizhia đã đánh trúng sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 9 Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý nhất cùng những nội dung bình luận từ các chuyên gia, nhà bình luận quân sự. Bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính sau đây. Nga nổ tung trụ sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 9 Ukraine. Ukraine cảnh báo sức ép phải đàm phán với Nga vào mùa thu. Dấu hiệu chiến sự Ukraine ngày càng mở rộng và khốc liệt Tại khu vực thành phố Orekhov, vùng Chaporohi, quân đội Nga đã đánh trúng sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 9 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Tại khu định cư, Pevo Donetsk đã đánh trúng điểm kiểm soát máy bay không người lái, cũng như nhân lực và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý. Theo báo cáo trên hướng Karachny Liman, quân Nga đã tiêu diệt tới 45 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, một bệ pháo tự hành Vozika cũng như một khẩu pháo D-30 trên hướng Karachny Liman. Ngoài ra theo hướng Karashni Liman, các đơn vị của nhóm quân đội trung tâm, lực lượng không quân lục quân cũng như các hệ thống pháo binh và súng phun lửa hạng nặng đã đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của nhóm xung kích thuộc lữ đoàn 68 Jager thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông nam của Novogoroka thuộc Lugan. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trên hướng Kherson trong ngày qua, hỏa lực đã tiêu diệt hơn 20 quân nhân Ukraine, phá hủy 4 phương tiện cũng như hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất. Máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn rơi một chiếc trực thăng Mi-8 của không quân Ukraine tại khu vực làng Borosoka thuộc Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Trên hướng Donetsk, hoạt động tích cực và phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị thuộc cụm lực lượng phương Nam với sự hỗ trợ liên tục của hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi thành công 6 đợt tấn công của cụm xung kích thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 110, Lữ đoàn xung kích số 5, xung kích 81 và xung kích đường không 79 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu định cư Belogoroka, Veseloi, Karasnogoroka cũng như phía tây Kaletcheka của Donetsk. Thiệt hại của Ukraine trong ngày qua lên tới 300 quân nhân thiệt mạng và bị thương, 3 phương tiện chiến đấu bọc thép và 2 xe ô tô bị phá hủy. Quân đội Nga thuộc nhóm phía đông đã tiêu diệt tới 80 binh sĩ Ukraine ở hướng Nam Donetsk, cũng như một xe tăng, 4 xe bọc thép và pháo. Sau các cuộc giao tranh, đã tiêu diệt tới 80 quân nhân Ukraina, phá hủy 1 xe tăng, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 3 phương tiện cũng như pháo D20 và D30, Bộ Quốc phòng cho biết. Tổn thất của kẻ thù ở hướng Kupian lên tới hơn 60 quân nhân Ukraina, 4 phương tiện chiến đấu bọc thép, 2 phương tiện cũng như một radar phản pháo ANTPQ36 do Mỹ sản xuất. Theo hướng Japorohi, tổn thất của kẻ thù lên tới hơn 40 quân nhân Ukraine, 5 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, 3 phương tiện, một khẩu pháo FH-70 do Anh sản xuất, 2 khẩu pháo MSTAB và một pháo D-20, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Ukraine đang đối mặt với một thời kỳ chính trị vô cùng khó khăn với việc Kiev bị thúc đẩy ngồi vào bàn đàm phán với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho hay, Ngoại trưởng Ukraine cam kết sẽ làm mọi thứ để chống lại những nỗ lực gây sức ép, buộc nước này tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra. Tôi cảnh báo mọi người, đây sẽ là một thời kỳ chính trị rất khó khăn. Những tiếng nói kêu gọi đàm phán đang ngày càng lớn. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ theo khung luật pháp quốc tế để đảm bảo những tiếng nói này sẽ mất dần. Truyền thông Ukraine dẫn lời ông Kuleba cho hay. Khi ép nhiều lần bác bỏ khả năng đàm phán với Nga, trong đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thậm chí đã ban hành luật cấm đàm phán với Tổng thống Putin vào mùa thu năm ngoái. Trong khi đó, Moscow cho biết nước này luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán thực chất để giải quyết xung đột. Thượng nghị sĩ Nga Sergei Sekov cho rằng giới lãnh đạo Ukraine nhìn chung đang lo ngại sự hỗ trợ của phương Tây sẽ suy giảm. Ông ấy tin rằng mùa thu sẽ là phép thử khó khăn đối với Ukraine do những lời kêu gọi đàm phán, ông Sekov cho hay phương Tây đã hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra, và ước tính chỉ riêng Washington đã cung cấp cho Kiev khoảng 100 tỷ USD. Nga nhiều lần hối thúc phương Tây ngừng bơm vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này chỉ kéo dài xung đột thay vì thay đổi kết quả cuối cùng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV ở Biển Đen của lực lượng Ukraine báo hiệu một cuộc chiến đang ngày càng mở rộng nhanh chóng và khốc liệt hơn với Nga. Dấu vết khốc liệt của chiến tranh ở Ukraine đang leo thang và mở rộng nhanh chóng chỉ gần đây. Trong đó, các UAV trên biển của Kiev đã tấn công gây tê liệt một tàu hải quân và tàu chở dầu của Nga. Lần đầu tiên, các cuộc tấn công gây rủi ro cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nga qua Biển Đen. Tuyến đường chiếm phần lớn ngũ cốc và 15% đến 20% lượng dầu mà Nga bán hàng ngày trên thị trường toàn cầu. Moscow có thể sẽ phải chịu chi phí vận chuyển và bảo hiểm cao hơn đáng kể, và còn đó những rủi ro đối với thị trường châu Âu và toàn cầu. Diễn biến đáng lo ngại này bùng nổ khi các cuộc phản công của Kiev tiến hành chậm hơn so với kế hoạch của các quan chức Kiev. Nó cũng diễn ra trong bối cảnh lực lượng của Ả Rập Xê Út nhằm xúc tác cho các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách tổ chức một hội nghị đa quốc gia cho thấy khả năng chấm dứt chiến sự theo các điều kiện mà cả hai bên có thể chấp nhận là khó đến mức nào. Ông Alexander Gabuev, người đứng đầu trung tâm Á-Âu của tổ chức Carnegie vì hòa bình quốc tế, một nhóm chuyên gia cố vấn của Washington nhận định, hiện chúng ta đang trong giai đoạn leo thang và tình hình không thể đoán trước được. Kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, Ukraine đã cố gắng đưa ra một thông điệp tới giới tinh hoa và người dân Nga rằng chiến tranh có thể tấn công vào lãnh thổ của họ. Chuyên gia trên nói thêm, giờ đây kiev đang cố gắng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quan trọng của nga bao gồm cả các tuyến đường biển ở biển đen có ý nghĩa sống còn đối với hàng xuất khẩu của nga mặc dù hiện chưa rõ mức độ leo thang và hậu quả nhưng mọi việc có thể trở nên nghiêm trọng và tác động mạnh đến các lợi ích kinh tế không phải chỉ của nga mà còn cả ukraine và nhiều nước khác ông victor katona trưởng bộ phận phân tích dầu thô tại công ty tình báo thị trường capler cho biết giá cước vận chuyển sẽ tăng vọt vào tuần tới do rủi ro vận chuyển bất cứ thứ gì qua biển đen đang tăng lên. Theo ông, giá cước có thể tăng vọt lên tới 50%. Nga xuất khẩu khoảng 500.000 đến 550.000 thùng dầu thô mỗi ngày và 450.000 thùng sản phẩm tinh chế, chủ yếu là nhiên liệu và dầu diesel từ Novorossiysk. Dữ liệu của Capella cho thấy, cảng này cũng tải khoảng 250.000 thùng dầu thô mỗi ngày từ Kazakhstan được chuyển đến cảng thông qua các đường ống và từ đó được chuyển đến Romania để tinh chế. Gần khu cảng này là đường ống Caspian, Pepilai, Kosotium, vốn tới cảng Novorossiysk ở Biển Đen. Một mình tải các tàu chở dầu với khoảng 1,3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và là tuyến đường chính để xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang châu Âu khoảng 2,5 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu thô mỗi ngày đang bị đe dọa bởi chiến sự bùng phát. Ông Katona nói đồng thời cho biết thêm rằng việc CPC có thể ngừng hoạt động sẽ gây ra thiệt hại nhiều hơn cho các lợi ích của phương Tây. Nga cũng là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới và phần lớn ngũ cốc của nước này được vận chuyển từ Novorossiysk và khu neo đậu cát ở eo biển Kerch. Đất nước này đang ở giữa vụ thu hoạch bội thu thứ hai, khiến đây là thời điểm quan trọng để đưa ngũ cốc ra thị trường toàn cầu. Vì vậy, động thái của Kiev gây chiến tranh với Nga ở Biển Đen sau khi Tổng thống Putin rút khỏi thỏa thuận ngũ gốc do Liên Hiệp Quốc làm trung gian vào ngày 17 tháng 7 và kể từ đó đã tiến hành một chiến dịch tên lửa phối hợp nhằm vào các cảng của Ukraine, khiến xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã bị giảm nghiêm trọng. Cơ quan Thủy văn Nhà nước Ukraine đã cảnh báo các cảng Taman, Anapa, Novorossiysk, Gelenhik, Tuapsi và Sochi của Nga ở Biển Đen hiện được coi là đối tượng của mối đe dọa quân sự. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một UAV của Hải quân Ukraine tấn công tàu đổ bộ Olenegorsky Goniak của Nga. Đây là vụ tấn công mới nhất cho thấy việc sử dụng các phương tiện không người lái của Kiev đang trở nên hung hăng hơn. Theo thông tin của Nga, vụ tấn công con tàu diễn ra vào dạng sáng ngày 5 tháng 8. Đây là cuộc tấn công thứ hai vào một tàu Nga trong vòng 24 giờ, sau khi tàu chở dầu SIG của Nga đã bị tấn công, gây hư hại khi đang ở trong khu vực phía nam eo biển Kesh và ngay trước khi Kiev cảnh báo rằng tất cả các cảng ở biển đen của Nga sẽ trở thành khu vực có nguy cơ chiến tranh. Cả hai cuộc tấn công đều cho thấy thực tế phạm vi chiến tranh đang ngày càng mở rộng một diễn biến đã bắt đầu sớm hơn và có khả năng khiến các đồng minh của Kiev lo ngại. Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào các cơ sở sản xuất ngũ cốc mới tại các cảng Reni và Iman của sông Danube đã đưa cuộc chiến đến trong phạm vi chỉ cách biên giới Ukraine với Romania, một thành viên của NATO, vài mét. Về phần mình, Kiev đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Moscow kể từ tháng 5, và đây là lần tấn công thị trấn cảng tan Garot của Nga trên biển Azov bằng một tên lửa đồng thời cả hai bên dường như đã cẩn thận để đảm bảo không có ranh giới thảm khốc nào bị vượt qua. Nga đã sử dụng các loại đạn bay chậm hơn và kém uy lực hơn của Saheh để tấn công cảng Iman trên sông Danube. Điều đó làm giảm nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công vô tình nhằm vào lãnh thổ của NATO so với việc sử dụng tên lửa hành trình hoặc tên lửa đạn đạo. Tương tự, UAV trên biển của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào phòng máy ở phía sau tàu SIG, gây ra sự cố tràn dầu lớn từ các thùng chứa của nó, vốn nằm xa hơn về phía trước, ít có khả năng xảy ra sự cố nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, mọi việc có khả năng leo thang hơn nữa. Thông tin này cũng là tin tức cuối cùng chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị trong bản tin Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi tin tức từ chúng tôi xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại